yêu cầu của mấy bạn yêu cầu mình hướng dẫn tăng tốc độ mấy bạn ghế 1 số 8 nha mọi người. Mấy bạn ghế 1 số 8 rồi giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tăng tốc độ nha. Bây giờ bỏ máy lên nè, máy này có bò rồi. Đây, bỏ máy lên nha. Đây là cái bò tốc độ luôn đó. Đây là cái bò mạch của máy 1 số 8. Bây giờ mình bấm vô B nè, rồi nó hiện ra số 1, mình bấm S đó là nó hiện ra tốc độ 450. Bây giờ mình tăng lên đây, bấm này tăng lên, tăng lên đây là số số 5 hàng năm số 0, mà cũng tăng lên 1000 đây, 1000 đây, 1052 rồi. Bây giờ luôn á, muốn luôn á là nó cũng ra 1m nè. Rồi xong, vậy là luôn rồi đó. Nó hiện ra tốc độ 1000 1000 mấy mọi người. Rồi, giờ ta kiểm tra đây nè. Bấm B. Đây là số 1 nè. Tao 1m nè. Nó hiện ra 1082. Nó là tốc độ nha mọi người nha. Rồi, giờ đây là kết thúc. Mình sẽ hướng dẫn cho